bút, một sản phẩm hạnh phúc, làm một cái nhà thiết kế và xây dựng, đặc biệt là hội đức, bạn định nghĩ thế nào về sự hạnh phúc và bạn mang nó vào những cái sản phẩm mà mình thiết kế. Thế thì có bao giờ một trong một năm đó bạn có những ngày bạn không hạnh phúc không? Nếu mà bạn không hạnh phúc thì làm lúc đó cách nào để mang những cái sản phẩm mà tương đương như bạn vừa chia sẻ với khách hàng ạ? Chào mừng các anh chị đến với kênh YouTube Nguyễn Anh Tuấn. Và ngày hôm nay tại Sài Gòn, Tuấn đã mời đến chia sẻ một cái nhân vật mà rất là thú vị. Tuấn xin được giới thiệu, đó là CEO Tạ Huy, giám đốc của công ty Tạ Design Build. Xin chào Huy ạ. Xin chào anh Tuấn. Rất là vui mừng có Huy ở đây để cùng chia sẻ những cái kiến thức liên quan tới xây dựng, tới thiết kế dành cho những nhà đầu tư, những môi giới và những người quan tâm đến lĩnh vực là phát triển được những ngôi nhà đẹp, những cái farm stay đẹp và những cái resort đẹp. Và câu hỏi đầu tiên mà Tuấn muốn giao lưu với Huy đó là biết bạn từ Vinai, thì không hiểu là cái lý do gì mà mình lại quyết định là học cái ngành thiết kế và xây dựng. Và đặc biệt là bạn không chỉ học ở Việt Nam mà bạn đi du học ở Đức. Thì đâu là cái cơ duyên và đâu là cái hành trình của bạn? Anh xin mời tạm biệt chia sẻ. Xin chào anh Tuấn, xin chào mọi người. Thì cho phép Huy được một chút giới thiệu về bản thân. Thì Huy sinh ra và lớn lên ở ngoài Bắc, sau đó rồi thì sang bên Đức đi du học. Sang bên Đức đi du học thì nó cũng có nhiều mối đương duyên, nhưng một phần chính nó cũng là về gia đình. Sau khi mình học xong rồi mình làm việc và mình chơi ở bên Đức thì mình quyết định về Sài Gòn lập nghiệp. Thì về quyết định về Sài Gòn lập nghiệp thì thời gian đầu mình cũng làm cho một số công ty của nước ngoài. Sau đấy thì cách đây khoảng tầm 9-10 năm thì mình có thể lập một công ty riêng, công ty để chuyên về thiết kế, thi công, kiến trúc và nội thất. Thì với sự di chuyển của thời gian thì bây giờ bên mình có phát triển thêm cả mảng về homestay, Cảm ơn bạn. Vậy thì cái lý do gì mà bạn lại chọn học cái ngành thiết kế và xây dựng, và đặc biệt là sao không học ở Việt Nam mà mình lại đi Đức? Bạn có thể là tiết lộ cho quý vị đây một xíu được không? Đôi khi là nghề chọn mình. Tại vì thực sự khi mà cái tuổi trẻ thì mình không biết là mình sau mình sẽ làm cái nghề thiết kế này, và thực sự cũng chưa hình dung ra được. Nhưng mà trong quá trình mà mình học và mình làm, mình có cái được cái ngay từ đầu tiên từ nhỏ mình đã có một cái ý tưởng tượng gọi là gì nhỉ, khá là phong phú. Thế rồi tự dưng cái công việc nó cuốn tới và mình vẫn còn đang chịu được cái nghề các bạn. Vậy thì cái cơ hội mà được học tập và làm việc ở Đức nó cũng gần 10 năm đúng không? Thế thì nó có những cái ảnh hưởng gì trong cái con người bạn cũng giống như là trong cái việc bạn làm cái nghề thiết kế và xây dựng ạ? Một câu hỏi này thực sự là cái mà cả tuổi trẻ của mình, tức là 10 năm, mình nhớ lúc đấy là mình khoảng tầm 20 tuổi cho đến 30 tuổi là mình đang ở bên Đức. Có nghĩa là cái thời gian đấy là cả cái thời gian mình gọi là tuổi trẻ và thanh xuân. Tức là nó định hình và định hướng cho mình cái tính cách của bản thân đến tận ngày bây giờ. Tính cách của những người Đức, ví dụ như là về sự chuyên nghiệp này, về sự gọi là gọn gàng này, chắc chắn này, đúng giờ này, những cái phẩm chất lớn này, những cái gọi là phẩm chất về chi tiết này, và họ có một cái nhìn tổng thể này. Thì tất cả những cái gọi là tính cách đó, tính chất đó, phẩm chất đó thì nó vẫn mang lại cho mình đến ngày nay. Mình không thể áp dụng 100% được cái gì mà mình học được ở bên kia vào được, bởi vì môi trường để đi khác nhau, chủ đầu tư khác nhau, tính cách khác nhau, văn hóa khác nhau. Mình chỉ áp dụng ở một dạng sao cho nó phù hợp nhất với hoàn cảnh thực tế. Cảm ơn Huy. Ngay lúc này thì Tuấn và Huy đang ngồi tại văn phòng của Tạ Design Build, đặc biệt là trong cái khu Phú Mỹ Hưng, một khu của người Đài Loan đã được phát triển rất là đẹp. Đúng rồi. Thì mình muốn hỏi cái câu ở đây đó là với những cái nhà phát triển sản phẩm dự án hoặc là bất động sản, nhà phát triển và xây dựng tại Đức, nó có cái gì khác và nó so với những cái nhà thiết kế và xây dựng các sản phẩm bất động sản ở Việt Nam? Nói về bất động sản thì mình không rành lắm, nhưng mà mình có thể nói như thế này, để ở nước Đức đã được hình thành rất là lâu rồi. Nước Đức sẽ không có một cái khu gọi là bất động sản phát triển lớn rộng như Phú Mỹ Hưng hay Vincom hay như Vin hay như là Novaland chẳng hạn, và sẽ không có những cái khu lớn như vậy, mà nó sẽ phát triển ít một, và đặc biệt là rất ít nhà cao tầng.
rất ít, trừ những thành phố lớn và kiểu dạng thành phố về tài chính, và nếu mà những thành phố kia thì không có. Thứ hai là cái thị trường bất động sản ở châu Âu hoặc là ở Đức ấy, thì nó cũng khác với thị trường bất động sản ở Việt Nam mình. Nên là khi mà thị trường nó khác, khách hàng nó khác thì cái tư duy về phát triển nó cũng khác theo. Cảm ơn Huy. Vậy thì với cái hành trình 10 năm học và làm việc ở Đức, sau đó về Sài Gòn và làm việc ở các công ty 10 năm nữa, từ đó mới đi tới câu chuyện của tại Design View. Đúng rồi. Thế thì mình đã đọc qua cái profile của công ty bạn rồi, thấy rất là nhiều cái điều tuyệt vời, giá trị từ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị, văn hóa, và đặc biệt nó mang rất là nhiều cái hữu ích cho khách hàng của bạn. Thế thì trong cái thị trường xây dựng thiết kế ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là Sài Gòn là thành phố rất là lớn, vậy thì cái đâu là những cái giá trị khác biệt của Tạ Design View so với những cái công ty tương đồng mà mang lại cho khách hàng của mình ạ? Thực ra mình cũng rất là trăn trở cho cái việc mà luôn luôn tìm cái sự khác biệt của bên mình với lại bên gọi là các bạn đồng môn hoặc đồng nghiệp. Nhưng mà câu hỏi đó thì sự rất là khó để trả lời. Mình chỉ có trả lời cho một cách gọi là với bạn Tuấn ở một cái nghĩa như này này. Câu khẩu hiệu của bên mình là Create Happiness, có nghĩa là kiến tạo một không gian hạnh phúc. Thì không gian hạnh phúc đó có thể là lớn, có thể là một phòng ngủ, có thể là penthouse, có thể là biệt thự, hay là có thể là cả một cái khu lớn. Lớn hay nhỏ thì sự không quan trọng. Cái mà bên mình nói, mình chia sẻ với lại từ cái cách mà mình làm cho đến anh em công ty, đến ngày hôm nay là ngày thứ 7 thì anh em vẫn đang làm ở công trình ở Sa La, thì cái sự tận tâm, cái sự tận tụy và cái mà gọi là tận hiến của bên mình để cuối cùng là để tạo ra cho khách hàng được một cái sự gọi là gì, yên tâm và tin tưởng nhất khi mà để đến với mình. Ngay bởi vì từ giữa cái quy trình, ngay từ vấn đề là khi mà mình tư vấn này, bọn mình trình vật liệu này, bọn mình thiết kế này, và bọn mình làm cái công việc nữa là gọi là gì nhỉ, bản vẽ kỹ thuật này, cho đến khi mà thi công này, thì bọn mình đều có một cái quy trình chuẩn và đều làm theo cái quy trình đó một cách đó gọi là gì nhỉ, bản thân cái nội bộ nó còn đắt hơn là cho về phía khách hàng. Thì sự tận tâm, tận tụy và tận hiến, đấy là cái mà mình đang cố gắng theo đuổi. Rất là tuyệt vời khi mà mình mang những cái sự tận tâm, tận tụy và tận hiến để trong từng cái sản phẩm mà khách hàng dùng. Vậy thì mình thấy trong cái profile của bài Design View nói rất là nhiều về cái chữ hạnh phúc, và muốn tạo ra không gian hạnh phúc, cũng như là hạnh phúc, sản phẩm hạnh phúc cho khách hàng của mình. Thế thì là một cái nhà thiết kế và xây dựng, đặc biệt là học ở Đức, thì bạn định nghĩa thế nào về sự hạnh phúc và bạn mang nó vào trong những cái sản phẩm mà mình thiết kế, mình xây dựng và mình mang tới cho khách hàng như thế nào? Thực ra với mình ấy, định nghĩa hạnh phúc nó đơn giản lắm bạn Tuấn ạ. Bây giờ bạn về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi, bạn về nhà, bạn mở cửa nhà của bạn ra, bạn để cái chỗ để giày nó một cách hợp lý, nó được thông minh. Vợ bạn cái chỗ khu vực nấu ăn, con bạn có khu vực mà học hành chơi, rồi bạn có một cái không gian gọi là phòng khách, bạn có một cái không gian, bạn có một cái bàn ăn. Tất cả những cái chi tiết nhỏ như vậy với mình thì đều có thể làm cho một khách hàng hoặc cho một cá nhân hạnh phúc. Ví dụ như là về vật liệu và chất liệu chẳng hạn, thì sẽ phụ thuộc vào ở ngoài Bắc mùa đông thì mình sẽ phải chọn vật liệu khác, ở Tây Nguyên, ở biển thì mình sẽ chọn vật liệu khác. Thì từng góc cạnh và từng chi tiết nhỏ một, thì với mình ấy, khi mà bạn Tuấn là khách hàng của mình về nhà, bạn ngồi trên một chiếc sofa, bạn xem TV rồi bạn cùng con cái chơi một ở trong một cái không gian, từ ánh sáng, từ vật liệu cho đến chất liệu nó hài hòa với nhau, và bạn cảm thấy đây là ngôi nhà mà sau những cái gọi là gì nhỉ, áp lực ở công việc hàng ngày, bạn về nhà và bạn cảm thấy thoải mái. Bạn vào nhà vệ sinh, bạn tắm rửa từ vòi nước, rồi từ những cái cực kỳ nhỏ nhất, những cái chi tiết nhỏ đấy, và bạn cảm thấy nó hài lòng. Bạn sau cuối ngày là bạn nằm lên cái giường của bạn, bạn cảm thấy nó nhẹ nhàng, có một cái không gian nhẹ nhàng, nó phù hợp với cái màu sắc, ánh sáng, sở thích của bạn, cái nhu cầu của bạn, và tất cả những cái chi tiết nhỏ đó thì với mình là để mình kiến tạo ra cho từng chủ đầu tư khác nhau
và từng đối tượng khách hàng khác nhau một cái riêng biệt. Bởi vì hạnh phúc của chúng ta là riêng, mỗi chúng ta, mỗi khách hàng chúng ta là riêng, và đó là sự khác biệt của gọi là cái nhu cầu của khác nhau. Thì với mình, những cái chi tiết nhỏ đó sẽ làm cho cái người sử dụng, cho chủ đầu tư, cho khách hàng cảm thấy hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình. Cảm ơn Huy. Thế thì với Huy, với gia đình Huy, thế nào là hạnh phúc? Và cái thứ hai tiếp theo đó là một năm 365 ngày, bạn sẽ muốn là mang rất là nhiều cái sản phẩm thiết kế và xây dựng tới cho những khách hàng. Đúng rồi. Thế thì có bao giờ một trong một năm đó bạn có những ngày bạn không hạnh phúc không? Và hơn nữa, nếu mà bạn không hạnh phúc thì làm lúc đó cách nào để bạn mang những cái sản phẩm mà hạnh phúc riêng biệt như bạn vừa chia sẻ với khách hàng? Câu hỏi này là bạn Tuấn hỏi mình là hơi bị gắt đấy nha. Rồi. Bạn Tuấn hỏi về cá nhân, thế nào là một ngày hạnh phúc của bên mình thực sự ấy, thì mình có một gia đình nhỏ, có hai đứa con, một vợ hai đứa con. Bé gái của mình là năm nay là học lớp 4, con trai học lớp 1. Thế thì buổi sáng mình thức dậy, ngày trước thì mình còn đưa bé đi học, còn bây giờ thì có một cô phụ cô đưa bé đi học, thì là hai con vào ôm hôn bố mẹ. Đó là chúng con đi học, mình ra mình ngó xem cho mình hỏi là có sữa chưa, đã chuẩn bị quần áo buổi tối rồi. Sau đó rồi thì mình đi làm và vợ mình đi làm. Thì vì đấy là cái công việc. Sau cuối ngày về thì nhà mình cũng có những cái quy định riêng là 6 rưỡi là nhà mình sẽ ăn cơm tối cùng với nhau, cố gắng sẽ ăn hết tuần cùng với nhau. Thế thì mình ngồi vào bàn ăn của mình. Mình sẽ được ăn những cái món ăn trong một cái không gian ở của nhà mình cực kỳ thoải mái. Con cái tắm rửa xong rồi mọi người vào ăn, có đồ ăn, mọi người nhà mình sẽ trao đổi với nhau, hôm nay tụi con học được cái gì mới, mẹ công việc thế nào, ba công việc thế nào, thì đấy với mình đấy là một ngày hạnh phúc. Rồi câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn là thế có những ngày không hạnh phúc không? Mình phải thành thật đấy, bạn Tuấn nói là mình không dùng từ là có hạnh phúc hay không, mà mình sẽ nói là sẽ có những ngày mình không được vui và có những ngày rất nhiều áp lực và rất nhiều stress. Thế thì làm cách nào cũng giống như một anh đầu bếp á, khi mà anh ta gọi là gì nhỉ, có một cái gì đấy không vui thì đồng món ăn không ngon, thì bản thân mình cũng thế. Thế thì những lúc như vậy thường thường á, mình lại có một bí quyết là mình hay đi cà phê một mình. Có nhiều cách để giải tỏa cái áp lực khác nhau, mình thì hay đi cà phê một mình và mình luôn luôn có một cuốn sổ theo người là mình sẽ viết ra, thì đấy là một cách để giải tỏa. Thêm nữa là thực sự khi mà có công việc và mình giải quyết cái công việc đó thì tự dưng áp lực nó không còn, thì mình cũng cố gắng, tại thực sự cuộc sống không có, nó không phải là màu hồng, nhưng mình đang cố gắng trong từng trường hợp một, hoặc là trong bản thân mình là chủ của doanh nghiệp thì mình cũng phải người đi đầu và mình cũng phải giữ lượng để cho anh em làm việc, rồi để cho khách hàng. Nên là lúc nào thực ra mình cũng có một cá nhân, mình cũng là một trong những người gọi là tích cực, luôn luôn có suy nghĩ về tiền tích cực, tại vì thực sự trên đời này cái gì chúng ta cũng có giải pháp, và đặc biệt trong nghề của mình luôn luôn tìm kiếm sáng tạo để có một giải pháp nào đó cho khách hàng và cho sự việc. Cảm ơn Huy. Vì sao mà mình phải hỏi gắt một tí để cho người xem á, người ta thấy là anh em mình nói chuyện rất thật. Cái công ty rồi là cái mảng thiết kế này đôi khi một số người người ta cảm thấy nó rộng quá, mà người ta nghe người ta không tiếp cận hết được. Vì thế mình muốn là, tại vì trong cuộc sống này ai cũng muốn được hạnh phúc, bình an, thịnh vượng, giàu có và mạnh khỏe và có nhiều mô hình chất lượng cả. Chúng ta là mong muốn chung, mặc dù những cái đó rất riêng của mỗi người. Đó, thế thì làm sao mà chúng ta có sự đồng cảm ở đây? Vì ngay lúc mà anh em mình nói đây, những người xem, người ta khi người ta bắt được những cái điểm chung thì người ta có sự đồng cảm. Và đó là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ lan truyền được những năng lượng tích cực, những cái điều hay ho trong cuộc sống. Và quay trở lại với là Tạ Design and Build, thì cho mình hỏi thêm đó là lý do gì một gia đình đang muốn có một cái ngôi nhà hạnh phúc, một cái farm spa hạnh phúc, một cái resort hạnh phúc lại chọn Tạ Design Build mà không phải là một cái đơn vị khác? Thực sự khi chúng ta có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống này, và nó lại là thứ nhất, thứ hai thứ nó là cái duyên nữa. Ví dụ như nếu như bây giờ mình gặp bạn Tuấn biết đến mình thì có thể bạn Tuấn chọn mình. Một phần nữa là cái mình cũng chưa làm marketing tốt để đến được với khách hàng và để được nhiều khách hàng, nhưng mà những gọi là những lời giới thiệu thì mình luôn luôn gọi là gì nhỉ,
tận tâm tận hiến từ những cái ngày đầu tiên, từ những cái gọi là giây phút đầu tiên, hoặc thậm chí từ những cái cuộc gọi điện thoại đầu tiên là mình cũng đã chia sẻ thành thật như vậy. Đấy, còn lại cái công việc của mình thì mình làm chuyên môn và mình đã tiếp xúc được với rất nhiều các đối tượng khách hàng khác nhau, đối tượng khách hàng có nhiều tiền, đối tượng khách hàng họ có một tiết kiệm, có một cái số tiền nhất định, và những cái đối tượng khách hàng là họ làm gọi là mình gọi là đầu tư. Thì trong từng trường hợp như một như vậy thì mình sẽ đặt mình vào vị trí của khách hàng, sau đó rồi thì mình sẽ đi tư vấn để làm sao cho nó phù hợp nhất. Mình sẽ không bao giờ dùng từ tốt nhất, mình sẽ luôn luôn dùng từ là phù hợp nhất ở thời điểm này, ở cái giá trị và ở cái khả năng tài chính của khách hàng và cái mong muốn và mục đích của khách hàng nữa. Cảm ơn Huy. Thì mình biết là bạn cũng đã làm một số các ngôi nhà biệt thự có không gian rất là xanh, và thêm nữa là bạn cũng có làm một cái resort ở Bến Tre là Forever Green Resort, đúng không ạ? Và thêm một số các sản phẩm ở Bảo Lộc, ở Phú Quốc, vân vân. Thế thì cái kết nối nào của bạn với những cái chủ nhà và với những cái chủ resort đó, từ đâu mà nó có những cái câu chuyện đến với nhau và cùng triển khai những cái dự án, những ngôi nhà với nhau ạ? Thực sự khi mà đến ví dụ như mình đang thiết kế với chị thiết kế cho một cái biệt thự ở dưới Thanh Hóa, thì ở đây cũng là một cái câu chuyện là chủ nhà, tức là người con của chủ nhà chơi với mình cũng khoảng tầm 4 năm, thì qua làm việc chung, sau đó rồi thì bạn ấy quyết định làm một cái biệt thự ở Thanh Hóa cho gia đình. Thì bạn ấy mời mình về Thanh Hóa khảo sát và mình thiết kế. Thì bản thân cái phong cách thiết kế của mình cũng khác hoàn toàn so với lại mặt bằng chung ở Thanh Hóa. Chút xíu nữa có thể là nhờ Tuấn đưa một số hình ảnh cho các bạn xem. Thế thì ngay cả bản thân gọi là gia chủ á, tức là người bố cũng nói là gì nhỉ, chắc là chỉ có mỗi bác đồng ý với lại cái kiến trúc này thôi, tại vì nó sẽ không giống với lại các biệt thự gọi là theo kiến trúc ở ngoài Bắc, mà mình làm theo phong cách hiện đại và ở đó có nhiều không gian rộng mở, có nhiều không gian xanh. Cái kết nối ở đây thực sự ấy, thì đó là trong quá trình mà mình chơi với Tuấn, mình gọi là gì nhỉ, thật lòng với Tuấn, mình chia sẻ những cái gì với Tuấn mà mình biết. Và ngay cả bản thân khi mà bạn người đó giới thiệu thì bạn ấy không cần phải nói là thế nào cả, mà mình làm đó giống như đấy là một ngôi nhà của mình. Thì hiện tại khách hàng của mình đều là các mối quan hệ mang lại, mà cách mà mình sống, cách mà mình chia sẻ, cách mà mình cho đi, cách mà mình tương tác với mọi người. Vậy thì theo chia sẻ của Huy, đó là những cái ngôi nhà, những cái sản phẩm resort hợp pháp mà bên Tạ Design View triển khai với khách hàng, đó là thông qua những cái lời giới thiệu, những món quà. Thế thì nếu như bản thân mình đi đang cần một cái nhà thiết kế và xây dựng giống như Tạ Design View, hoặc là những cái người bạn của mình, thì cái cách nào để mà họ tìm tới được những cái nhà phát triển như thế này để gọi là hiệu quả, an toàn, uy tín và đặc biệt là được một cái sản phẩm ưng ý? Tại vì đâu phải ai người ta cũng biết có mối quan hệ đâu. Đúng rồi. Có thể là người ta lên mạng, người ta search, người ta tìm. Đúng rồi. Đó. Thì cái cách nào mà để tìm được một cái nhà thiết kế và xây dựng tốt nhất ạ? Theo kinh nghiệm cá nhân của Huy. Thực ra mình không nói về, bây giờ mình sẽ không nói về mặt thiết kế đi. Mình nói mà những cái gọi gì nhỉ, cái quyết định quan trọng của cuộc sống. Thì chúng ta nên tham khảo. Chúng ta nên tham khảo, có thể là tham khảo qua bạn bè, có thể và bây giờ thì công nghệ thông tin nó đã rất là phát triển rồi, chúng ta có thể tham khảo 1-2 đơn vị tư vấn khác nhau, có thể là tư vấn về bất động sản, có thể tư vấn về kiến trúc. Sau quá trình mà tư vấn đó rồi thì chúng ta sẽ biết được rằng là đơn vị nào là đơn vị tư vấn họ có năng lực về chuyên môn hay không, họ tư vấn về một cách bài toán tổng thể hay không. Thực sự khi mà làm nhà dân á, thì nó sẽ có cái sự phức tạp của nhà dân, làm quy hoạch farmstay hay là homestay thì nó lại liên quan đến những vấn đề kinh doanh, thì nó lại có cái việc đó. Tức là bản thân mình khi mà tư vấn cho khách hàng á, khi mà khách hàng nó phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng, mà mình sẽ tư vấn
theo cái sự hiểu biết của mình, và bản thân đôi khi mình cũng sẽ là phải nghiên cứu. Ví dụ như khi mà làm một cái ở dưới Bến Tre thì mình sẽ là phải nghiên cứu ở khu vực ở dưới Bến Tre nó như thế nào, đã có khách sạn 4 sao chưa, đã có khách sạn 5 sao chưa, cái mặt bằng giá nó như thế nào, để mình tư vấn lại với chủ đầu tư để làm sao chủ đầu tư có cái nhìn tổng thể hơn từ về phía đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc như mình. Tại vì cuối cùng á, mình là một người gọi là gì nhỉ, khơi gợi cái niềm cảm hứng. Cái niềm cảm hứng ở đây là cho chủ đầu tư trước. Chủ đầu tư sẽ nhìn thấy cái bài toán nó tổng thể hơn, bài toán về thi công, bài toán về tài chính, bài toán về thời gian, bài toán về gọi là khách hàng. Thì mình cũng có thể nói sao ta, vì mình cũng là một người ham chơi, mình cũng thích đi chơi và mình cũng có học thêm các khóa liên quan đến tài chính để mình có thể hiểu được mỗi một mục đích khác nhau thì nó sẽ có cái gọi là gì, chuyên môn liên quan đến nhau. Thì những cái gì sâu quá thì có thể mình nhờ bạn bè, còn nếu không thì mình sẽ phải cho khách hàng được một cái nó gọi là bài toán tổng thể. Cảm ơn Huy. Mình thì làm bất động sản, đúng là cũng đã từng làm về nghỉ dưỡng, làm về đất nền, rồi cũng đang là người có một bản pháp, rồi thêm nữa là mình cũng làm cái mảng nhà phố hiện nay. Và mình thấy như thế này, rất nhiều người đầu tiên người ta có đất, sau đó người ta trồng cái cây lên, sau đó dần dần người ta có tiền tới đâu rồi thích tới đâu người ta làm tới đó. Và từ đó người ta khi mà có cái sự hấp dẫn của một cái sản phẩm, người ta mới bắt đầu là thu tiền vé rồi kinh doanh một cái dạng như farmstay hoặc homestay. Cái thứ hai mà sau cái vừa rồi cái sự việc là hậu Covid thì rất là nhiều người ta mua những miếng đất 500 m², 1000 m², đất nông nghiệp được hoặc là rộng hơn, rồi người ta tự ý theo cái quan điểm cá nhân, tìm tới đâu hoặc là thích tới đâu rồi có thể ở đâu người ta làm tới đó, cũng cuối cùng tạo ra những sản phẩm. Và hiện nay nó đang hình thành dòng những cái cộng đồng farmstay ở cả nước, và đặc biệt rất mạnh ở Khánh Hòa. Khánh Hòa có những cái farmstay như là Nha Trang Đà Lạt Stay hoặc là Phan Gia Xanh hoặc vân vân, rất là nhiều cái farm. Thế thì câu chuyện mình muốn hỏi đây là cái góc nhìn của một cái nhà xây dựng và thiết kế chuyên nghiệp so với một cái việc mình có tiền xong mình làm tới đâu tới đó, thì giữa cái concept tổng thể, cái mỹ thuật và cái tài chính và cái giá trị mang lại cho người sử dụng á, là cá nhân của gia đình người đó hoặc là khách hàng, thì nó có hoàn mỹ và nó như thế nào so với cái việc là ngay từ đầu mời một cái ông nhà thiết kế và xây dựng vào luôn. Thực sự ấy, tại vì khi mà làm những cái sản phẩm như farmstay, homestay, nếu như bạn mà có một gọi là tài chính lớn rồi bạn quy hoạch tổng thể luôn, rồi xong bạn làm theo đúng cái thiết kế đó thì cái đấy nó là một cái tiêu chuẩn rồi. Nhưng mà nếu như trong trường hợp như bạn Tuấn vừa chia sẻ là có những khách hàng họ có một miếng đất, xong đó rồi thì họ làm đến đâu, họ kinh doanh, tức là gọi là tự làm đâu, cái việc đó hoàn toàn huy gọi là gì nhỉ, hoàn toàn đồng ý. Nhưng nếu được nhé, nếu được thì chúng ta sẽ có thể là mời một đơn vị tư vấn nào đó, hoặc mình nghiên cứu một cái tư vấn cho ra một cái concept tổng thể. Mình chưa có tiền thì mình làm theo giai đoạn đó, nhưng khi mà có một cái bài toán tổng thể thì bạn, tức là bạn giống như bạn kể một câu chuyện ấy, nó sẽ có đầu có đuôi và các câu chuyện nó liên quan đến nhau. Còn nếu như chúng ta cứ làm đây chúng ta làm một ít, ngày mai chúng ta làm một ít, sai thì không phải là sai, nhưng nó sẽ không phải là cái mà chúng ta nhìn thấy nó là một cái bức tranh tổng thể, mà đôi khi nó là gọi là góc nhặt đó. Thì cái mà mình muốn chia sẻ với Tuấn, và cũng ở đây thông qua cái câu chuyện của anh em mình cũng sẽ chỉ muốn nói gửi một thông điệp rằng trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì thì chúng ta nên tham khảo và tư vấn, và đặc biệt nếu chúng ta không phải là trong ngành thì chúng ta cố gắng tìm cái người chuyên môn về bất động sản, sẽ quy hoạch, sẽ chỉ cho khách hàng biết được rằng là cái vị trí miếng đất như thế nào, cái sự tăng giá rồi cái cả khu như thế nào, và đặc biệt là thêm nữa ví dụ như ngành nghề của mình, để tìm một bạn có chuyên môn để quy hoạch ra cái việc đó, nói ra cái mong muốn đấy của mình, nó liên quan đến số người, nó liên quan đến mục đích, nó liên quan đến gọi là gì nhỉ, cái bao nhiêu diện tích mình được xây, rồi cái khu vực đó nó quy hoạch như thế nào. Thế thì khi mà gặp một bạn chuyên môn thì người ta sẽ cho bạn cái bài toán tổng thể. Cũng giống như bây giờ Huy đi mua đất, Huy mua ở Tây Ninh, ngày trước bạn Tuấn có làm đất ở Tây Ninh, thì mình cũng không biết cái khu đó, thì mình sẽ phải gặp bạn về Tây Ninh. Ôi bạn Tuấn ơi, tôi có từng này tiền, tôi muốn đầu tư, thì bạn Tuấn sẽ nói rằng khu vực chỗ này này Huy ơi, chỗ này chỗ nọ chỗ kia này, thì bạn Tuấn luôn luôn sẽ có một bài toán tổng thể, tại vì bạn là chuyên gia trong lĩnh vực đó.
Còn mình thì ở đây cũng vậy, thì mình sẽ có những cái nhìn, mình đã có kinh nghiệm mà mình đã từng làm rồi, thì mình sẽ có cái nhìn để mình chia sẻ cho khách hàng của mình một cái bài toán tổng thể. Còn làm thì tùy sức của mình mà mình làm, mình có thể làm theo giai đoạn hoặc không thì mình làm hết luôn cũng được, cái đấy thì không sao cả. Nhưng nên gặp chuyên gia trong cái lĩnh vực đó để chia sẻ. Cảm ơn Huy. Thế thì cái giá trị của một cái bản tổng thể của một cái dự án hoặc là một cái đề án nhỏ thôi, nó mang lại gì cho cái người đó? Dù có thể là người ta làm ra cái dự đó, người ta chưa có làm liền, chưa có kinh tế. Chính xác. Tuy nhiên cái giá trị mà nó mang lại cho hiện tại và cho tương lai là như thế nào? Cho Huy chia sẻ về đó hơn. Đấy là cái sự hình dung đó. Nó đôi khi nó là một cái miếng đất như này. Nếu như mà chủ nhà mà đã từng có kinh nghiệm thì chủ nhà sẽ hình dung ra được cái chỗ này tôi đặt cái gọi là gì, khu vui chơi, chỗ này tôi đặt bếp, chỗ này tôi đặt nhà vệ sinh, chỗ này tôi đặt cái lều, hay là chỗ kia tôi đặt chỗ gọi là nghỉ dưỡng, hay là chỗ kia tôi đặt một cái gọi là vị trí của mấy cái gọi là trồng cây hay như nào. Thế thì khi mà bạn chưa có kinh nghiệm đó, bạn chỉ cần một đơn vị tư vấn, họ tư vấn cho bạn một cái bài toán tổng thể là bạn đã xong tối rồi. Tại vì khi mà làm gì cũng phải có đam mê, và khi có đam mê thì chúng ta ra cái miếng đất đó và chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta tưởng tượng và chúng ta hình dung cái này là cái lều, cái kia là cái chỗ gọi là gì nhỉ, lửa trại, cái chỗ này chỗ kia, thì đấy chính cái mà gọi là gì nhỉ, giống như mình chia sẻ với bạn Tuấn lúc đầu á, bên mình gọi là đơn vị tư vấn cho mình ấy là khơi gợi cái niềm đam mê của khách hàng, khơi gợi cái gọi là cái gợi ý lên cái mà khách hàng đang mong muốn. Thì chính từ những cái bản vẽ phác họa đầu tiên, có thể bằng tay, có thể bằng giấy, hay là có thể bằng pha chính, nhưng cái đó nó sẽ nằm ở trong đầu khách hàng và khách hàng sẽ tưởng tượng ra. Lúc đó thì khách hàng sẽ nói cái này có thể phù hợp, cái này có thể chưa phù hợp. Thì nó là cái câu chuyện là để cho chúng ta có một cái bức tranh để hình dung ra cái việc giữa cái việc một cái bức tranh này nó lên thực tế nó như thế nào, và cái việc đấy cực kỳ quan trọng. Cảm ơn bạn. Vậy thì một cái này nó hơi riêng tư một tí, nhưng mà nếu mà chia sẻ được bạn chia sẻ luôn. Tại vì nhiều người á, người ta cũng muốn làm á, mà ta sợ tiền. Vậy thì một cái bản mà gọi là phù hợp tổng thể như thế thì thường á, một cái nhà phát triển làm trong bao lâu và cái ngân sách là bao nhiêu làm được? Câu hỏi này thì thực sự á, nếu mà chương trình cũng được không, mình thực sự để chia sẻ cho Tuấn hiểu như này, ví dụ như bây giờ mình lên trên Đà Lạt, ngày trước mình có một cái ví dụ đi, ví dụ thực tế thì chẳng hạn ngày xưa mình có lên trên Đà Lạt, mình có quy hoạch cho một anh diện tích nó rơi vào khoảng tầm gần một hecta, mình cái số tiền thì thực sự nó sẽ phụ thuộc vào từng dự án khác nhau, từng dự án khác nhau và từng cái khối lượng công việc khác nhau và từng chi tiết của cái công việc khác nhau. Thế nhưng nhá, ở đây vẫn là cái câu hỏi này, cái giá trị của khách hàng khi mà tìm đến đơn vị thiết kế thì nó sẽ phụ đắt hay rẻ, nó không phụ thuộc vào con số mà nó phụ thuộc vào cái giá trị của cái đơn vị tư vấn đó mang lại cho khách hàng. Đồng ý. 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu. Tại vì Huy đã từng làm một cái đơn giá của villa đến 400 triệu một bản thiết kế. Thì và Huy cũng đã từng làm cho một anh quy hoạch 10 triệu. Thế thì Huy không thể nói cụ thể cho Tuấn biết rằng là cái này là bao nhiêu tiền, thì vì thực sự nó phụ thuộc vào mục đích của khách hàng. Nói chung là từ 10 triệu đến 400 triệu và hơn thế nữa. Ok. Đó là cảm ơn Huy. Và bây giờ chúng ta có một cái đề bài yeah. Rất là rõ. Yeah. Mình có người anh đang có 5 hecta đất ở Khánh Hòa. 5 hecta là cũng lớn rồi. Thì người anh này muốn đi tìm một cái nhà thiết kế và xây dựng để mà làm một cái thiết kế, một cái farm space để mà trồng trái cây, đào ao, nuôi cá, rồi không gian cây xanh, rồi để team building, để du lịch, để cái này gần suối. Vậy thì ta design and build sẽ các bước tiếp cận và các bước bắt đầu tư vấn thì mình sẽ làm như thế nào ạ? Ví dụ như trong trường hợp đó, bạn Tuấn giới thiệu cho mình, mình sẽ đi ra Nha Trang với bạn Tuấn. Thế thì mình sẽ cần khoảng tầm 2 đến 3 ngày, mình đến cái khu miếng đất ấy của người anh,
sau đó rồi thì mình sẽ Tuấn sẽ đi xung quanh, đi xung quanh lớn hơn nữa để mình nhìn xem là ở đó mọi người đang làm cái gì và đang làm như thế nào. Rồi đấy là những cái gì để mình đi tìm hiểu chung. Xong rộng hơn nữa thì mình sẽ tìm hiểu về cái việc mà gọi là giao thông đi lại của cả cái khu đó. Và đặc biệt nữa là mình sẽ phải tương tác với lại cái anh chủ đó rất là nhiều. Mình ngồi nói chuyện với anh ấy để mình hiểu cái ước mơ, cái mong muốn và cái mà hoài bão của anh ấy để đặt vào đó. Tại vì thực sự 5 hectare để mà làm cái việc đó, nó đòi hỏi ngoài chuyện kinh tế ra nhé, nó đòi hỏi bạn phải tận tâm ở trong đó, và bạn gần như phải toàn thời gian ở trong đó, và bạn phải có những cái nó gọi là gì nhỉ, tại mình đơn vị mình là thổi cái hồn, gọi là thổi cái khơi gợi cái đam mê của anh ấy trong việc làm farm tay. Thì vì đó phải là cái công trình của anh ấy kết hợp với mình. Thế thì mình phải hiểu anh ấy mong muốn cái gì, mình phải hiểu anh ấy muốn tạo cái giá trị gì cho cộng đồng và cho khách hàng của anh ấy. Từ lúc đó trở nên bắt đầu mình mới xây dựng ra những ý tưởng và những concept khác nhau. Tại vì khi mà một khu vực lớn như vậy thì mình sẽ có nhiều góc, có thể góc cho trẻ em, có thể góc cho ví dụ như học sinh cấp 1 để đi đến trải nghiệm, học sinh cấp 2 đi đến trải nghiệm, rồi đối tượng lớn như chúng mình cho anh em công ty đi farmstay, đi homestay, đối tượng là gia đình, đối tượng có thể là gọi là người lớn tuổi nghỉ dưỡng. Thế thì từng đối tượng khác nhau họ sẽ có nhu cầu khác nhau, và để làm sao mà mình quy hoạch trên một cái diện tích lớn như vậy thì còn lại phụ thuộc vào người chủ đầu tư, họ mong muốn gì ở cái gọi là miếng đất đó và ở cái dự án đó. Thế thì mình sẽ phải tiếp cận với anh ấy và mình phải chia sẻ anh ấy với anh ấy rất nhiều, và ngược lại anh ấy cũng sẽ chia sẻ lại với mình để mình hiểu được. Vì cái quan trọng là mình phải hiểu được cái nhu cầu và mục đích của bạn thì mình mới thiết kế được cho bạn, tại vì máy đo mà. Thì đó là cái cách mà mình tiếp cận. Thường thì nếu mà với quy mô 5 hectare như vậy thì để mà bên gia chủ và bên nhà thiết kế gặp nhau thì mất bao lâu? Và cái thứ hai nữa là khi mà bạn tư vấn, bạn chỉ tư vấn thiết kế xây dựng hay bạn có còn tư vấn thêm là cái concept này anh phải đi hướng marketing như thế này, hoặc là bạn sẽ ngồi lại với người ta để xem được là cái tư duy của người chủ này họ như thế nào, cộng với chiến lược của họ. Đúng. Tại vì với năm hết ba họ làm, họ sẽ không chỉ sử dụng cá nhân. Đúng. Họ kinh doanh. Đúng. Để họ tạo thành một cái nơi thu dòng tiền. Đúng. Từ cái việc khách tham quan, từ cái việc lưu trú, từ cái việc là trải nghiệm tiêu binh vân vân. Ừ. Thế thì bạn có đưa những cái tư duy về marketing và bán hàng cộng tổng thể vào để cùng trao đổi với cái gia chủ này không? Chắc chắn chứ Tuấn. Tại vì thực sự cũng giống như lúc nãy mình chia sẻ với Tuấn á, mình có tự tin trong cái việc mà đưa ra một cái giải pháp từ về phía của mình nhé, từ cái nhìn và từ cái kinh nghiệm của mình cho gia chủ biết rằng ví dụ như đối tượng khách hàng gia đình thì họ có thể chi ra khoảng bao nhiêu, và khi mà cái nhu cầu đó thì nó sẽ ảnh hưởng ngược lại đến về vấn đề kiến trúc và nội thất. Bạn đi khách hàng thẳng 5 sao thì người ta sẽ sẵn sàng trả 3-4 triệu. Khi mà họ trả đến 3-4 triệu thì họ phải đòi hỏi về cái mức 3-4 triệu. Còn chúng ta đi homestay hoặc farmstay hoặc là chúng ta đi khách sạn bình thường, chúng ta trả một cái giá bình thường thì cái mức độ đòi hỏi là khác nhau. Thế thì mình sẽ ngồi lại với khách hàng là chủ đầu tư, mình hỏi là mong muốn của anh ở đây phục vụ đối tượng khách hàng nào, để được phục vụ khách hàng nào cái mà như khách hàng mong muốn của anh ấy, thì ngược lại bắt đầu mình sẽ đi, nó là một bài toán vừa xuôi vừa ngược. Rồi đối tượng marketing của mình là sao, mình phải làm như thế nào, thì mình ở đây mình sẽ đi với lại cái chủ đầu tư không chỉ có phần về mặt gọi là gì nhỉ, thiết kế, thi công liên quan đến kiến trúc, mà có thể là cả một cái bài toán tổng thể. Còn lại ví dụ như liên quan đến marketing, mình không chuyên về marketing nhưng mình có thể có những người bạn, mình nói là anh ơi, bạn này có thể hỗ trợ được anh cứ tham khảo, ví dụ vậy. Và mình đi với lại chủ dự án là bao lâu, trước, trong và sau? Nếu mà chủ dự án hoặc là chủ đầu tư mà tương tác tốt với đơn vị thiết kế, tức là ví dụ như mình làm xong là mình gửi anh ấy feedback, anh ấy làm nhanh, rồi bên mình sẽ có một cái timeline và mình đi đúng với cái timeline đó, thì mình nói là sẽ cái timeline mà mình đặt ra, tại vì luôn luôn phải có cái gọi là khoảng thời gian để mình đặt ra, thì mình sẽ đi với chủ nhà gần như là từ đầu cho đến cái gọi là khi bàn giao công trình, và thậm chí sau này nữa, nó liên quan đến vấn đề mà bảo hành, bảo trì, nó liên quan đến vấn đề gọi là đưa vào hoạt động sử dụng nữa, thì mình sẽ đi với khách hàng
thực sự là rất là dài trong một chương trình. Cảm ơn Huy. Thế thì nhờ Huy kể một cái câu chuyện, một cái thành tích hoặc là mối nhân duyên nào giữa Huy với một cái chủ resort hay là homestay nào đã đến với nhau bằng cái cơ duyên nào đó rồi đã đi với nhau rồi cuối cùng là cùng nắm tay nhau tới cái sản phẩm hạnh phúc. Có một cái câu chuyện nào, một cái đối tác nào, khách hàng nào mình sẽ kể đây? Thực sự khi mà nói như vậy thì mình hay chọc ấy, tức là ai hỏi là cái câu chuyện nào là cái câu chuyện mà sản phẩm nào hoặc là thành tích nào là bạn tâm đắc nhất thì mình hay nói đùa là sản phẩm tiếp theo. Nhưng mà thực sự có những cái chủ, có những cái khách hàng mà mình cần nhiều thời gian và mình thực sự là nói sao ta, mình đặt hết gọi là tâm huyết vào. Có thể có những cái khách hàng bạn có tin là ở Nha Trang mình có thiết kế cho một anh cái villa ở Đạp Chí Nguyên ấy, để nhìn qua thành phố và nhìn qua các treo của Vinpearl. Rất tiếc là khi mà mình thiết kế thì đấy là một trong những công trình tâm huyết của mình, và anh ấy chuẩn bị xây thì nó dịch, bắt đầu vào dịch luôn, và đến 2 năm bây giờ không xây và mình vẫn đang tương tác với anh ấy. Để đến một cái thời điểm nào đó anh ấy có sẵn sàng thì mình tương tác lại. Còn ví dụ như dự án ở Cà Mau, dự án ở Thanh Hóa thì mình không có ngại. Thậm chí bạn có tin là có những ngày mình đi xuống Cà Mau, mình đi trong ngày, tức là sáng mình đi sớm, thật sớm, xong mình xuống mình làm việc, xong đêm mình chạy về. Cũng giống như Thanh Hóa cũng vậy, mình đi bay ra Thanh Hóa là sáng mình bay chuyến sớm nhất và mình làm việc với chủ đầu tư, xong đến mình lại bay chuyến muộn nhất để mình về. Thì cái sự tương tác với chủ nhà và cái việc mà mình gọi là gì nhỉ, tận tâm với nghề ấy, nó là cái mà mình hiện tại mình đang nói là đấy là thành tích của mình. Cảm ơn bạn. Thế thì bạn là một cái nhà thiết kế và xây dựng mang đến những cái sản phẩm hạnh phúc cho người khác. Vậy đâu là hạnh phúc của bạn trong cái công việc của bạn? Lúc nào bạn cảm thấy hạnh phúc nhất? Sản phẩm nào bạn cảm thấy hạnh phúc nhất? Và khách hàng nào bạn cảm thấy wow, cái thương vụ này, cái công cuộc này, cái sự hỗ trợ này, cái khách hàng này, sản phẩm này mình thấy sướng quá, thì đâu là cái điều mà bạn, người khác mang lại cho bạn hạnh phúc, khách hàng mang lại bạn hạnh phúc? Thực ra khách hàng mang lại hạnh phúc mình nhiều nhất đấy là từ giờ, đấy là những cái khoảng khắc khi mà, tại vì sẽ có khi mà thiết kế và thi công nó sẽ không phải là một bộ hồng, có nghĩa là thiết kế ra một cái rồi thi công ra một cái và khách hàng sẽ chủ sẽ gì nhỉ, sẽ hài lòng hay là như nào luôn, mà đấy là cái quá trình mà mình giải quyết cái vấn đề đó và mình đưa ra giải pháp của vấn đề đó và khách hàng nói với mình là ok, giải pháp này tốt quá, thì đấy là những cái khoảnh khắc hạnh phúc. Hoặc là khi mà cái bản vẽ của mình á ở trên giấy nó được hình thành, tức là nó được xây dựng và mình nhìn thấy nó lớn lên theo cái giai đoạn đó, và cái đó chính là những cái gọi là cái mà nghề nó mang lại cho mình hạnh phúc, và đấy là cũng là cái cảm hứng tiếp theo. Rồi mình tương tác với chủ nhà dọn nhà vào, chủ nhà sẽ đi thờ, sẽ đi nhìn, và chủ nhà sẽ ngồi và chủ nhà sẽ hài lòng, và chủ nhà chỉ cần nói là bắt tay cảm ơn một cái, đấy là niềm hạnh phúc của mình. Cảm ơn Huy. Hạnh phúc rồi thì chắc là mình phải đi tới đâu khổ đấy. Okay. Sống mà luôn tồn tại hai mặt đối lập mà, đồng ý đúng không? Rồi trắng đen, rồi ban ngày ban đêm, đau khổ hạnh phúc vân vân. Thế thì khi mà bạn làm một cái thiết kế trong khách hàng đó, ví dụ tại vì đôi khi khách hàng tao không hiểu, bạn đưa cho người ta bằng báo giá xong người ta kêu ô này mắc quá, ông có làm gì đâu, này ông quen quá rồi, ông đưa tôi cái bản thiết kế này tôi nghĩ cho ông làm chừng khoảng 30 phút một ngày thì xong ông lấy được mấy chục triệu mắc, người ta không hiểu giá trị. Thế thì để có được một cái sản phẩm, một concept, một cái thiết kế hoàn hảo nhất với bạn trong thời điểm đó, thì một cái nhà thiết kế người ta mất bao lâu, từ cái công sức, tâm trí, ăn học của mất để người ta đốn vào đó là bao lâu ạ? Bạn nói về thời gian đúng không? Đúng rồi, cái công sức, tâm huyết để mà làm sao cái người gia chủ á, hoặc cái người được bạn tư vấn á, người ta nhận đúng được cái giá trị. Vì nhiều người ta không hiểu, giống như là anh em mình làm môi giới đầu tư bất động sản đi, đôi khi cái người môi giới người ta đi giới thiệu cái nhà cực lắm, làm tìm cả 100 khách hàng mới được một khách hàng mới bán được cái nhà đó. Nhưng mà đôi khi chủ nhà nó đưa vô nó nói ồ ông có làm gì đâu, môi giới có làm gì đâu,
tới tự nhiên cái môi giới xong được 2-3% ngon vậy, bắt đầu người ta muốn luồn cọc. Mình chứ người ta không biết rằng cái ông môi giới này nắng mưa ông làm, rồi ông đưa cái trăm khách tới, rồi ông phải làm kênh YouTube, rồi ông phải làm đủ thứ để ông có khách hàng. Thế thì cái giá trị mà khi khách hàng người ta nhận được đã thấy ở đúng, trả tiền hợp lý, thì bạn có thể chia sẻ được điều gì hình thành được cái giá trị của một cái sản phẩm, một cái concept mà bạn design thiết kế ra. Đầu tiên là để được để làm một người mà làm nghề là ít nhất phải 5 năm đại học. 5 năm đại học xong thì bạn ra trường, bạn 2-3 năm đầu thì bạn cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, sẽ không có nhiều người có kinh nghiệm, thì là bạn đã mất khoảng tầm 8 năm, tức là 3 năm rồi 5 năm thì bắt đầu bạn mới có được hình thành ra được và bạn có cái kinh nghiệm để làm. Và làm á, thì sản phẩm, khi mà sản phẩm mình gọi là 3D hay 2D, khi mà cái mình đưa cho khách hàng là không phải mình làm một cái mà mình đã đưa luôn, mà là thậm chí trong nội bộ mà mình đã phải ngồi với nhau. Thì vì mình có quy trình mà, ok, ví dụ như đưa ra giải pháp, mình ngồi với nhau trong tự trong công ty sẽ đấu tranh với nhau hoặc là chia sẻ với nhau, sẽ có cái phản biện với nhau để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng, giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng. Thế thì cái như mình nói cái ban đầu lúc nãy ấy, cái giá trị có thể là quy bằng số tiền hay là không bằng số tiền, chính là sự hài lòng của khách hàng đó khi nhìn vào cái bản vẽ và cái giải pháp mà mình đưa ra. Huy còn nhớ cái dự án gần nhất ở đây là cái dự án ở bên quận 7, dự án quận 7 của một nhà phố. Thế thì sau khi mà nhà đến văn phòng mình ngồi nói chuyện chia sẻ, nhà thực sự trước lúc đấy là có một nhờ một đơn vị khác tư vấn, hình như là miễn phí nhưng mà mình không làm miễn phí, thế nên mình có lấy phí của khách hàng. Và sau khi mà mình với lại tương tác với chủ nhà thì có những một số cái mình tư vấn, team của mình tư vấn cho khách hàng, và chủ nhà bảo ý tưởng hay quá, chính vì cái giải pháp này hay quá, ý tưởng này hay quá, thì cái đó khi họ trả tiền cho mình á, họ lại thấy quá rẻ. Đấy là cái sự khác nhau giữa cái việc mà mình nói là cái giá trị hay là số tiền. Thế thì cái mà nó là bạn hỏi câu hỏi của mình, thì mình nói rằng để được một sản phẩm cũng giống như anh em mình làm nghề thôi, thực sự rất vất vả, không dễ, rồi phải nuôi lính, phải nuôi anh em, rồi phải máy móc, mỗi một cái máy kia cũng gần cả 100 triệu một cái máy rồi, rồi anh em học, rồi là anh em làm, rồi đi lại tất cả các thứ. Tất cả những cái đấy nó là chi phí. Và để làm được, để có một bạn làm tốt thì cần thời gian, và các bạn ấy phải gọi là gì nhỉ, được trả một số tiền xứng đáng. Cảm ơn Huy. Thế thì phải giúp cho được khách hàng hiểu được giá trị của mình đúng khi mà khách hàng đưa giá cả, trả giá cả. Cái câu này hai bạn này mình nghĩ là hiểu được cái giá trị, chính là mình là các đơn vị tư vấn giống như mình với bạn thôi, đưa ra cho khách hàng những cái giải pháp mà khách hàng cảm thấy tuyệt vời. Ok, đó. Cảm ơn Huy. Thế thì có không khách hàng nào trong cái quá trình hơn 10 năm của Tại Design Build mà họ không hiểu được giá trị của bạn không? Và có khách hàng nào mà tự nhiên cái mình phục vụ xong mà thấy tại sao buồn vậy ta, tổn thương vậy ta, mình cũng rất là tận huyến, rất là công sức, mà tại sao cái người này, khách hàng này không hiểu ta? Có không, có trường hợp nào? Có chứ. Chê đắt chê rẻ này, chê đòi miễn phí này, đặc biệt là cái phần thiết kế. Thế thì mình luôn nói với lại khách hàng á, mình có hay không, mình cũng là người hay kể chuyện, mình nói bây giờ anh chị thử tưởng tượng xem, anh chị có một người con cho đi học thiết kế 5 năm, xong là về nhà nó kể, nó bảo kể với ba mẹ hoàn toàn làm miễn phí rồi, hoàn toàn làm miễn phí rồi. Thế thì hỏi cái giá trị của cái người đó ở đâu? Thực ra nó không phải là 10 triệu, 20 triệu, 200 triệu hay 1 tỷ, mà chính là cái giá trị của một con người, người ta làm việc, và chúng ta nên phải trả cho người ta cái việc đó. Nó phải là số tiền là một phần, nhưng cái giá trị của cái công việc mà mỗi một trong chúng ta làm việc phải được trả. Đồng ý. Xã hội của chúng ta đang quy đổi bằng tiền thì chúng ta phải trả với nhau bằng tiền. Mình rất đồng ý với điều đó, và mình chỉ hỏi cái thêm ý cuối ở đây, đó là cách mà bạn vượt qua với những khách hàng mà chơi đắt chơi rẻ rồi nói này nói kia, thì bạn mình cũng tổn thương nhất đến bước cuối cùng á. Thì mình sẽ nói rằng là em sẽ không có tiếp tục đồng hành với anh chị. Nếu như mà anh chị kêu đắt kêu rẻ thì em sẵn sàng tặng bản vẽ cho anh chị, và em không tiếp tục làm nữa.
hoặc là chị có thể đi thăm khách, anh chị có thể đi thăm khách bên ngoài để xem là các bạn hoặc là bất cứ một ai đó có thể phục vụ theo cái nhu cầu của các anh chị hay không. Bởi vì chúng ta đều có quyền lựa chọn. Rất may mắn là chúng ta đều có quyền lựa chọn. Khách hàng có quyền lựa chọn và bản thân chúng ta là những người tư vấn, chúng ta cũng có quyền lựa chọn. Đó là sự may mắn. Ok. Rất là cảm ơn Tạ Huyên với những chia sẻ rất là tình cảm, rất là chân thành, rất là sâu sắc. Và còn nhiều điều tiếp tục chúng ta sẽ lại bàn với nhau ở tập sau. Và chúng ta sẽ dừng ở tập này. Và nếu như các bạn thích thú với anh Tạ Huy, CEO của Tạ Design và Build, thì các bạn, các anh chị là hãy tiếp tục like, đăng ký và chờ đợi tập tiếp theo. Rất là cảm ơn. Cảm ơn Huy rất nhiều. Cảm ơn bạn Tuấn. Lúc nào cũng welcome bạn Tuấn. Và mình hy vọng rằng tập tiếp theo nữa chúng ta sẽ làm ở Nha Trang. Cảm ơn.